Hoàng Đức. Hoàng Đức vẫn đang miệt mài ở khu vực giữa sân. Tiếp tục là Hoàng Đức. Đi bóng rất tốt. Và có vẻ như Công Phượng thay cho Phan Văn Đức. Pha xử lý quá hay của Hoàng Đức, một pha phát pressing tuyệt vời. Đó là một tình huống xử lý sở trường của Hoàng Đức. Cú gạt bóng hay của Hồng Duy và bây giờ là Hoàng Đức. Một điểm hy vọng. Rất đáng tiếc là pha tiếp bóng. Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức, ăn người rất hay. Hoàng Đức sộc thẳng vào trung lộ. Dứt điểm chặn. Của Hoàng Đức. Rồi, tôi sẽ cho đội tuyển Việt Nam. Trọng tài.
dành cho đội tuyển Việt Nam, và đó là màn trình diễn mang tên Hoàng Đức. Chủ động của Tuấn Anh và những pha xử lý mềm mại kỹ thuật mà đối phương thì không biết đâu mà lần. Và anh Cường lại một lần nữa chứng kiến thủ thành Khairul Fahmy đứng hình tiếp.